Xin chào anh chị em quay trở lại với kênh YouTube của Dubeke. Lần đầu tiên thì rất là xin lỗi anh chị em bởi vì cái thời gian vừa rồi mình không thể lên video đều được. Cái thời gian vừa rồi thì mình có rất là nhiều cái dự án để phát triển các sản phẩm về công nghệ, về những cái trang bị thêm, những cái trang bị mà cần thiết nhất cho các dòng xe điện tại Việt Nam và đặc biệt là VinFast. Quay trở lại với video ngày hôm nay thì mình có một cái sản phẩm công nghệ mới và đã có cái bản thương mại trên VF3, VF5, VF6S, VFE34 và trong thời gian sắp tới sẽ là VF7S. Thì hôm nay mình giới thiệu cho anh chị em một cái sản phẩm, đó chính là cái hắp kính lái của Hinaka phát triển ra. Thì xin mời anh chị em cùng theo dõi chi tiết nha. Như anh chị em mà đã tìm hiểu VF6S cũng như là VF6 Plus thì chắc chắn là sẽ biết rằng cái option mà hắp kính lái ở trên cái VF6 bản S này thì đã bị nhà sản xuất cắt hoàn toàn. Nhưng mà VinFast đâu đấy thì cũng biết rằng là cái trang thiết bị này là một cái trang thiết bị, một cái option cần thiết và bắt buộc gần như là phải có ở trên xe ấy. Thì nhà sản xuất đã rất là ưu ái khách hàng rằng là khách hàng có thể order thêm cái bộ hắp kính lái đấy khi nhận xe. Và VinFast sẽ sản xuất trực tiếp từ nhà máy cái bản S đấy và kèm thêm cái option là hắp kính lái. Nhưng khách hàng phải bỏ ra đâu đấy số tiền nó tương đương khoảng 9 triệu đồng. Đấy, thì rất là nhiều anh chị em nhận xe thì cũng có một số cái bản mà đã đặt thêm. Nhưng mà thực ra để một cái bản đặt thêm đấy order từ nhà máy ấy, thì nó sẽ rất là mất nhiều thời gian. Mọi người có thể là chờ đợi hơn, mất thời gian hơn. Sau khi mà mình quan sát ấy, và mình thấy được rằng là đa số những cái xe mà VF6 bản S ra thị trường ấy, thì đều anh chị em rất là ít khi mà trang bị thêm cái bộ hắp kính lái này. Thì với một con xe cái điều cần thiết rằng là nó là một cái màn hình điều khiển trung tâm rồi đúng không? Con xe điện nào thì cũng phải có vậy. Nhưng mà một cái đồng hồ odor hay là một cái hub để hiển thị odor ở đằng sau vô lăng là một cái trang bị mình nghĩ là cần thiết khi có trên xe. Trước tiên thì mình sẽ test cái khả năng vận hành của cái màn hình hub UD này thì nó sẽ hiển thị như nào. Nó có hiển thị chính xác cái tốc độ so với lại tốc độ của xe là trực tiếp ở trên màn hình trung tâm hay không. Đấy, như anh chị em đang thấy hiển thị ở trên màn hình của xe đang là 8 km, 7 km đúng không? Thì nó đang hiển thị rất là đúng cái số km ở trên hắp kính lái. Thì theo mình được biết rằng là về cái công nghệ mà cho sử dụng cho hắp kính lái ở trên thị trường bây giờ nó có rất là nhiều công nghệ khác nhau. Có một số dòng hắp kính lái thì nó sẽ sử dụng hiển thị tốc độ bằng GPS. Thì cái nhược điểm của cái việc sử dụng hiển thị tốc độ bằng GPS thì nó không thể chính xác cái tốc độ như tốc độ ở trên hắp kính lái. Bởi vì sao? Bởi vì cái bộ hắp kính lái này thì được kết nối trực tiếp vào cổng OBD của xe thì nó sẽ hiển thị rất là chính xác, giống như ở màn hình trung tâm và ở trên hắp đây là đang cùng tốc độ với nhau đúng không ạ? Ngoài ra thì cái hắp kính lái này có hiển thị thêm đấy chính là cái phần trăm pin. Bây giờ phần trăm pin ở trên hắp đang là 47% và phần trăm pin chính xác của trên xe cũng đang là 47%. Có một cái điều đặc biệt trên cái bộ hắp kính lái này nữa rằng là khi mà pin ở dưới mức 30% thì ngay lập tức trên cái bộ hắp này thì sẽ cảnh báo, có nghĩa là sẽ nhắc nhở anh chị em chúng ta là cần phải sạc pin ngay. Thì nó sẽ hiển thị một cái cục pin có cái màu sắc là màu đỏ ở trên cái hắp này. Nhưng mà bây giờ pin thì đang là 47% nên là mình không thể thể hiện cho mọi người có thể thấy được. Ngoài ra thì có những cái tính năng nữa chính trên cái hắp của con VF6 bản Plus không có. Đấy chính là hiển thị sinh nhan. Đây mọi người có thể thấy sinh nhan thì có hiển thị ở trên hắp kính lái. Đây mọi người có thể thấy không? Rồi là hiển thị về dây an toàn. Anh em mình có thể thử rút dây an toàn ra lại. Đấy, bạn bên cạnh mình rút dây an toàn ra thì lập tức rằng là hiển thị rằng là bạn đang không đeo dây an toàn ở hàng ghế phía trước đúng không? Rồi là hiển thị mở cửa, mình có thể dừng lại nhá. Mình dừng lại mình mở cửa ra nhá. Đây. Cánh cửa bên mình mở cánh cửa bên lái này. Đấy là hiển thị luôn cánh cửa phía trước bên lái. Bạn có thể mở cửa giúp mình cái cánh cửa bên phụ không? Bên phụ đi. Đấy, là hiển thị luôn là cánh cửa bên phụ đang bị mở và yêu cầu phải đóng cửa ngay. Rồi là hiển thị cả đèn pha. Cái này mà trên cái bản Plus không có đâu nhá. Mình thử bật đèn cho mọi người xem này. Bật đèn đây này. Đấy là hiển thị luôn là cái việc rằng là mình đang bật đèn ở trên cái hub này luôn. Đúng không? Ngoài ra thì nhà sản xuất có công bố rằng là cái bộ hub này còn hiển thị khi mà áp suất lốp đang ở dưới mức an toàn thì sẽ hiển thị ở trên cái hub kính lái này luôn. Thì cái áp suất lốp của mình thì bây giờ đang là đều 4 bánh là 2/3 nên nó không thể hiển thị được. Và đặc biệt nữa là còn chế độ lái cũng hiển thị luôn nhá. Đang là chế độ tiết kiệm đúng không? Mình chuyển sang chế độ bình thường này. Đấy, là nổi lên là comfort này. Thể thao là sport luôn, hiển thị cả chế độ lái luôn. Đấy, tiết kiệm thì là eco. Đấy,
Mình thấy rằng là pháp sư của Việt Nam cũng nhanh đấy. Cái bản VF6S này cũng như là VF3, đặc biệt là VF3 thì mới ra mắt trên thị trường thôi. VF6S này cũng mới gần đây thì cũng mới được bàn giao nhiều đến khách hàng thôi. Nhưng mà các pháp sư đã nghiên cứu ra luôn được những cái món như này rồi, đã đọc được, đã vọc bạch được và đã ra những cái món trang bị công nghệ cho khách hàng như này rồi, thì mình thấy một cái sản phẩm này là một cái sản phẩm hữu ích mà nên có ở trên xe. Và đặc biệt là VF6 bản Eco ấy, thì mình nghĩ là nên có ở trên xe, bởi vì nó giúp mình quan sát tất cả các thông số ở trên xe, giúp mình quan sát và hỗ trợ lái xe an toàn hơn, chứ không phải là cứ đang lái xe quan sát phía trước như này thì lại phải ngó sang màn hình bên phía bên này để theo dõi các thông số, thì nhiều khi nó cũng rất là bất tiện, đúng không? Thì mình đang lái xe như này thì mình tập trung thẳng vào cái đồng hồ odo ở đây luôn, thì nó sẽ hiển thị đầy đủ các thông số như mình vừa nói ở phía trước đấy. Thì những cái sản phẩm này thì cũng được Dubai Care đang là nhà phân phối và lắp đặt trực tiếp đến tay khách hàng. Thì mình cũng hy vọng rằng là đây là một cái sản phẩm hay, hữu ích, đặc biệt là cực kỳ hữu ích luôn, và nên có ở trên chiếc xe VF6S này. Thì cũng hy vọng rằng là anh chị em qua Dubai Care ủng hộ. Và sắp tới thì mình cũng có phát triển rất là nhiều những cái món sản phẩm cho các cái dòng xe điện khác nhau, đặc biệt là VF6S này, rồi là VF3 này, VF5, VF6S, VF6 Plus, VF7, VF8, VF9. Thì rất là mong được anh chị em ủng hộ và theo dõi ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.